Thiếu dưa leo phải không? Đúng rồi, thiếu dưa leo. Phần sao? Sao? Cái hành cũng được. Có rau nhiều. Nghe cái mùi vô là ra. Để có được cái hành gòn này vô là ra. Có trưởng trưởng lão à, trưởng lão thử cái trưởng hàng ở trưởng lão. Xịt nước tương vô nữa không? Bác trưởng thôn xíu bắc. Xíu rồi. Bác trưởng thôn. Bác trưởng thôn. Bác trưởng thôn. Kính bác. À, vào. Một phần hai phần ba là được rồi. Nãy Linh nhắc nhiều, hơi bị nhiều. À. Em cho nhiều quá. Ít ít lại bớt lại ăn nó. Không, ông lấy cái ruột ra thì đỡ rồi. Cố. Chào anh chị nha, chào anh chị quay lại với channel Bầu Trời Tasmania Family. Hai chồng đang tất bật làm đồ ăn. Đó. Xào ngọt ngọt. Là quá. Nước không luôn đó chẳng gian. Thật ra là ngày mai có cái độ đi biển với mấy anh chị mà hôm qua tới nhà mình ăn lễ phục sinh á, hôm qua hẹn nhau ngày mai đi biển thì tụi mình đi biển như đó, hẹn với nhau là làm bánh mì Việt Nam đó. Thứ hai chồng bây giờ cả ngày bận quá, bây giờ mới chạy về đi mua được cái mề gà về làm ba tê rồi đang xử lý thịt heo bên này nè đó. Đó, chuẩn bị làm thịt heo quay nữa đó, đó. Nướng hai thịt heo quay này rồi Linh thì đang xào lòng gà vậy đây đó, xong rồi giờ chuẩn bị rồi mai sáng đi. Mời anh chị theo dõi kênh nha. Giờ mình qua mình xử lý này, xử lý cái thịt heo. Gà giờ làm pate mà hai chồng chạy vòng vòng hết ba bốn siêu thị ở lân sách tình này luôn á. Mày cuối cùng mới vô siêu thị cô mới có. Trời đất ơi. Mày hồn mà không có là làm bánh mì Việt Nam được rồi. Cũng được nhưng mà không có pate ăn nó ngon, đúng không? Làm bánh mì Việt Nam là phải có pate thiệt ngon. Đó. Đó mày có đi với anh Công với anh Hiệp, gia đình Công với gia đình Hiệp nữa. Còn Lý đi chơi rồi. Thì bây giờ là đang nghỉ lễ Easter thì đó, nghỉ được nhiều ngày đó. Còn Ray Xì nè, ngồi đang pizza nè. Ngon không? Trời đất ơi, lên YouTube không? YouTube nè, YouTuber nè. Say hello to my audience. Say something. Hello, chào cả nhà nha. Sáng là sáng dậy rồi. Mình vừa ra chạy bộ, chạy nửa tiếng, chắc là cũng được 4 đến 5 cây số, chạy liên tục. Bữa giờ tuần nào cũng chạy ít nhất là 2 đến 3 ngày cùng. Thì sáng nay dậy đó, Linh làm xong cái pate rồi nè. Cả hộp luôn, nhiều lắm. Còn trong tủ lạnh nữa nhưng mà vô đây là ăn không hết rồi. Linh làm pate chứ hồi nãy thấy đánh cái gì đó. Cái gì mà đánh từ trứng ra với dầu ra đó. Để chắc lên bánh mì á. Còn mình thì đang nướng thịt, đang nướng thịt trong đó. Chắc là xíu nữa xong rồi cả nhà đi ra biển chơi ha. Mời anh chị theo dõi kênh của mình. Cho biết ha, cảm ơn các anh chị nhiều. Đây là cuộc sống của những ngày nghỉ của người dân ở Launceston ha. Còn hàng ngày thì vẫn đi làm bình thường. Ok, đã quá. Sáng chạy
chạy xong rồi về con tắm một cái người nó sảng khoái liền đó, người nó sảng khoái liền. Nhưng mà cái khó nhất là buổi sáng mà chạy là xỏ giày vô để mà chạy á, chạy chừng 5 đến 10 phút là cái người nó nóng lên là nó khỏe. Nhưng mà cái vượt qua chính mình nó quan trọng hơn. Ok, ghê, ra lò được mẻ rồi nè đó. Wow, bất bại đó, còn miếng nữa. Nhìn chưa? Bung nó ra. Đã chưa? Rồi, ready. Ready to go. Phút này là nó ngon nha anh Công. Phút này là chưa? Ngon này, phút này đến chừng 5-10 phút ngon. Nhưng mà khi mình bỏ, mình trở đi nó hơi yếu lại, chịu thôi à. Mình bỏ riêng ra cái vỏ bỏ. Mấy cái này là không có đậy nắp kín nha. Cái kín là hay chịu, dẻo này, cho lên vô đây. Mình còn chế cà phê sữa trong Việt Nam đó nè. Đó, đang nhỏ nãy giờ chạy hơi chậm. Được chế đi cà phê sữa ăn với bánh mì nó mới vô, nó mới đúng bài. Có nước cá. Đưa ra lấy ra mua. Em ăn, anh thích ăn bánh mì với Coca. Coca hơn. Để ra mua một lọ. Đây nó nhỏ. Chạy nhỏ nhỏ là bắt tự uống không? Dạ. Còn đây muối. Rồi con này bỏ vô. Hai này là hai cái miếng nè. Hai miếng heo quay nè. Để riêng ra cho nó không bị ấy. Còn cái này là đồ nghề. Đủ rồi á. Kéo cắt rồi. Hành nè. Hành với pate. Pate như đó đủ không? Chút. Lấy một cái lấy một cái nĩa, lấy một cái dao chét. Hai cái đi, hai cái. Hai loại. Thằng này cơm của rice. Ớt của chị Linh. Kéo bạn không đi vào, cắt bao tay. Bao tay. Chu bao tay. Đi sao? Tiếng hồ á. Tiếng hồ ra ngoài ăn. Tiếng hồ thì ai sao? Giấy. Giấy có chứ. Có em túi dít dít cày xuống dưới đó nó trước này. Xong. Đi cam pin đem hết cái nhà này em đi lại cũng đem nửa cái nhà. Có được. Là tới tập kết rồi, ai đi trước ai đi sau? Ai đi trước đi sau cũng được. À, em chạy theo ha. Ok. Rồi. À, có địa điểm gì không? Đó. Gọi là đi vô lo ok. Rồi. Chào cả nhà nha. Đi hồi khoảng chừng 45 phút là tới biển rồi nè. Đó. Anh ba gia đình đang đậu xe trước nè. Đó. Đây là em Phil nè, con của anh Công. Đó, mọi người ra đây. Mọi người ra đây có những cái khu vực này là khu vực công cộng á, nó vô trong đó là tự đem đồ ăn vô trong đó là xử ơi, còn cái thằng trống nè đó, đó cái biển nè ha, đẹp chứ ha, biển này sạch nè. Xa xa kia có cái ngọn hải đăng. Vô mình xử chỗ này đi. Đúng rồi. Rồi lấy đồ lên thôi. Đó. Đó. Bây giờ đi ra lấy đồ vô. Đó. Quá trời quá đất. Di chuyển từ nhà lên đây rồi bành ra đồ ăn tiếp. Lấy thêm em đi. Ủa đất có nhiều đây thôi. Ủa giờ thầy bảo chơi cái này mà không có thùng đá sao được?
em đem lên bỏ cho ly uống chơi mà. Để đó con không sao. Đây. Con có bóp nước kìa ngon chưa? Bỏ cái này uống cái ghế mà ngon được. Để dưới đó phải chị. Ủa đây mà công điện ra được. What the? Cái này là cái em tính lại tại bàn. Tối bây giờ mới ăn hết rồi. Bánh mì có rồi đúng không? Tôi không có bánh mì là chết luôn. Trời ơi, mua một cục ổ. Cái này nó có một cục ổ thôi. À vậy đó hả? Rồi anh sợ anh không đủ. Rồi tới Vũng Tàu rồi. Đó, cơ. Hôm qua định nướng mà Hà nói hơi luộc ăn ngon hơn, nói vậy. Nướng ra đây mất công á. Bây giờ cái đó thì bảo chắc quăng đi đây. Đúng rồi. Quăng đi đây luôn nè. Đây nó còn chỗ. Tại vì em có làm cà phê sữa đá Việt Nam. Trời ơi. Cái này để bác làm chút, chút xíu. À, hôm nay không có bia nha, chỉ có nước ngọt với lại. Bia gì đi lái xe bia gì, nó dẹp. Hôm nay no alcohol. Buồn thôi chứ mình cũng đâu có uống. Uống nhiều. Uống nhiều vô. Ơi. Em lấy xuống hết rồi phải không? Xuống hết. Dính mà. Dẫn cái bên đây đi. Được lối đi. Lối từ đâu đi ta? Bình chứ, cam bình dưới đây đây. Đây. Thì quay ra. Có mua được rồi. Làm ba tươi được rồi. Ba cái hố đi đây mà đi phía dưới này nè. Mình nói là thầy bảo ghé khâu đi khâu cũng có bán. Quà là hú hồn á. Ông tâm là tôi phải trẻ hành ra luôn á. Đó, sáng mà lên mà cũng trẻ trẻ rồi. Đúng rồi. Hôm bữa anh chơi em rồi. Anh mua hả? Vậy là hôm qua anh biết em mua nguyên bịch cò sáng dậy mới là anh Hiệp anh nói là anh mang ơi. Xíu đi. Trời ơi, nó đi ra mua chi cây luôn đó hả? Nhà nó nổ lên nhìn thấy ghiền quá đi. Chút xíu thì con lấy sớm ra vậy, nó gió nó vô heo á. Chưa ăn mẹ. Ăn bánh được trước đi ăn. Cái gì? Tiramisu. Tiramisu. Thầy bảo đang có quay. Thầy bảo có quay YouTube không? Mình quay luôn. Happy birthday thầy bảo và cô Linh. Đây. Một cái bánh kem cho đôi tình nhân. Một cái bánh kem cho đôi tình nhân. Trời ơi, cà phê không hả? Cà phê. Đó, cà phê sữa Việt Nam. Anh ăn sữa không? Đúng rồi, em rồi á. Đúng rồi. Đó này đó, một cái bánh kem cho đôi tình nhân. Đây, bỏ đá vô, bỏ đá vô. Ok. Mình ngâm nước á. Thấy em không về con thấy lây xong. Trời ơi. Cái này tạm thời ấy nó lại nè. Rồi đúng rồi, để nó rùi với lại nó chưa có ăn. Đó vậy. Ai đó con chị. Đâu bánh mì đâu, qua đây. Ai uống cà phê? Cà phê. Cái gì? Anh nào là anh go, anh nào là anh go.
gô lần bự nè. Gô mà gô to. Gô bự còn gô nhỏ. Thôi gô cao to đen hôi chứ gô to không vậy? À, nè. Có đen hôi nữa hả? Không có. Không có. Là gô cao to đen hôi. À, không có nha. Đó là gô gô to. Bổ sung thêm. Hiểu xong rồi là không như không quên được lần nữa luôn. Cái là nó là cái gô cao to lập mặt đây đang chế cà phê nữa chảy chậm quá. Thôi hai ba anh em mình trước đi chứ còn mấy người kia ai uống thì tự đó đi. Xôi sơ cúc. Có uống cà phê không? Sao nó dẻo mà. Là con đứa này nè. Uống chờ nó ra đá đã. Cho không uống liền. Chờ nó ra uống cà phê lắm. Để cái nó ra. Bỏ cái của con nhớ. Có cầm đi. Không có gì bơi nó. Uống cà phê làm ngon hả? Chờ không. Con đi bơi. Con chờ đi là hết. Con chờ cái 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 là hết. Lấy cái promotion cho anh á, cái mọi người ăn cái đó không quen sợ không ăn được. Cái bịch rác còn này không biết nữa. Đưa cho anh ấy, cái rác đây là bỏ. Đó. Bỏ rác trong kia. Nhớ mình nhớ mình đem ra đây rồi. Thôi bỏ kiếm gì? Cái bịch đựng rác á. À, bịch đựng rác hả? Bỏ cái này. Trời ơi, ngon quá. Mình làm bỏ cho luôn. Đây, dẹp vô. Thôi xong ha. Có. Mọi người chưa bụng nha, có sôi khúc nha. Sôi khúc ha. Ở miền Bắc gọi là sôi khúc, còn đây gọi là sôi khúc. Sôi khúc. Sài Gòn gọi là sôi khúc, còn đây gọi là sôi cục. Sôi cục hả? Thấy nó cuộn lại. Do tới đây nó đi dập hết rồi. Nhiều quá vậy mà. Dạ. Sài Gòn nó ấm tới đó. Công nhận là bất bại phải không? Bất bại. Bữa này bảo xỉn quá nên chưa có hỏi bí quyết. Cái này bí quyết chi? Dạ. Bí quyết chỉ đâu được. Tính ra buôn bán tự nhiên chỉ đâu được. Bữa nào mới ngồi mới là phải phải ngồi chỉ tê á, tâm sự á, chuyện chị em á. Có cụ thể hơn, mỗi lần chị chuyển khoản là được cái recipe nó sẽ chuyển sang. Không chỉ là một chuyện mà làm được vậy là một chuyện khác nữa chị. Cái ý là được, không có bên này thấy thất bại vài lần không Linh? Chúng ta có thất bại vài lần không? Có thất bại không anh? Cũng có, ta làm gì cũng thất bại. Không, không, vậy là thịt trắng đẻo đẹp quá đó. Tròn mà thịt trắng. Mà có cái này mà ăn không có nghe. Thôi mà mình ngu gì mình làm. Để thầy cảm ơn. Ở là mình ngon mình ăn. Mười sáu, mười bảy tháng tư này nè, sắp tới mình không có nhớ mình nhớ luôn. Hỏi luôn thử coi mấy sinh nhật nhà này hay sinh nhật double luôn, với hai người giống chùm luôn. Hỏi luôn kỷ niệm ngày cưới luôn, ngày mấy luôn để mình chuẩn bị ghi sổ luôn. Hỏi chưa mời là mình đã qua rồi. Nhà em có ba cái đám giỗ năm nữa. Ghi hết luôn, ghi vô. Mấy ngày đó là y như là reminder cho thầy bảo ngày mai là có cái đám giỗ này hả? Mấy giờ thầy bảo. À, cái bánh mì là bánh mì mua ở đâu? À, bánh mì hả? Delight hả? À, thích ăn bánh mì này hả? Bánh mì giống y chang mì Việt Nam, thầy bảo. Vậy hả? Phải không? Hả? Không, Sài Gòn cái trình khác à. Sài Gòn cái trình không được vậy đâu. Sài Gòn cái trình nó mua cô sao? Delight đó là cái loại nào cũng ngon hết á. Dạ. Nhưng mà cái ổ này anh ăn là y chang bánh mì Việt Nam đấy. À, nó chỉ được có loại này hả? Ồ nãy điện gian điện tiếng không? Điện hai nó xong cái điện nó hỏi bao nhiêu tiền nó hỏi con dê bị dầu nó mày hỏi đây đi bây giờ nó chiều nó đi nhặt trứng thì mày chiều mày đi nhặt trứng mày đi chơi xong rồi chiều về nhặt trứng chỉ cần mở cái mà hôm qua nó đang đi nhặt trứng lần rồi. Hôm qua nó rủ nhà em đi nhặt trứng mà ăn đây nhà em nó nhặt tuần bữa với lại em bé Fiona rồi nó không thích nó ngán rồi. Bà liếc thì nhặt trứng kia outdoor à. Mấy outdoor thì nó mới nhét cho cây chỗ này chỗ kia. Rồi xong rồi ngay chỗ New State nó cũng có cái hôm nay nó có cái em cũng định rủ hàng bạn em bao tay vô trong rồi ăn trúng nó bao tay nha. Tiếng Anh không biết tiếng Anh nó hay là cái đồ á. Nè cái này nó có cái loại này. Cái này nó có cái hộp trứng gì đó hay là cái chút rủ đi hôm nay biết thì công mà đó ngon chưa đó xẻ ra hành ra
quá chuẩn luôn. Nay lộn ngon nó mới lạ. Quá chuẩn luôn á anh Hiệp ơi. Quá chuẩn. Tại vì nó không lên được cái khác này nó. Đúng rồi chị. Cắt ngang nó là nó sẽ mọc lại. Không 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 không. Nó lên ngon quá trời. Chưa đây là quá. Qua thấy là sau đó em nhổ được hết luôn. Đừng có nhổ, để cái nó dở. Là bánh mì bà Linh nha. Bún bò bà Linh, bây giờ tới bánh mì bà Linh. Bây giờ bà Linh có nhiều nhiều món quá. Bán chừng 3 món vậy, bún bò, với phở, với lại bánh mì và thành công rồi thôi chứ. Đủ giàu đó không? Không cần gì phải... Bánh mì này phải nướng là nó giòn thôi. Qua 200 lo không chết luôn, chạy một quần quần mua cái gan gà về để làm. Sao mà cái bằng nấu ăn với cái hội này sao lận đận ha, lận đận vậy, lần nào cũng thiếu cái này thiếu cái kia. Nấu phở, nấu bún bò mà em muốn trước vậy. Và nhiều thứ thấp. Ớt người chưa cắt ra đây làm sao dẫn vô. Ai đâu có, ai có ai ăn ớt đâu mà lo. Dễ rồi. Ai ăn ớt không vậy? Ớt chua chua vậy, nhiều cái mình nhiều quá cái mình lại. Nó một thiếu. Rồi mùi vô chua thơm á. Rồi hành nhận vô. Trời ơi, nãy giờ quay phim mà đâu. Quay phim mà quay đâu không à? Chắc mẹ không có dưa leo ha. Ờ. Thiếu dưa leo phải không? Đúng rồi, thiếu dưa leo. Không sao. Sao? Cái hành cũng được à. Có rau nhiều. Nghe cái mùi vô là ra. Có được cái hành ngò này vô là ra. Có trưởng lão à, trưởng lão thử cái trưởng hàng ở trưởng lão. Rồi xịt nước tương vô nữa không? Bác trưởng thôn, xíu bắp. Xíu à. Bác trưởng thôn. Bác trưởng thôn. Kính bắp. Đó. Ớt không, ớt không có thiệt đó. Vừa thôi, mặn em. Rồi ai lạc thì xin điểm tôm nha. Lấy cái đũa, lấy cái đũa mới nhận được cái tay đó, sao nhận. Rồi. Ớt này, ai chịu khó cắt ớt vô. Ớt đi, chưa cắt luôn. Rồi, thank you. Dạ, anh Hiệp test trước một ổ đầu tiên. Chúc anh may mắn. Linh Linh, cái ổ này là của anh nha. Cái này cái ổ khác người ta. À, nó móc, ông móc ruột ra rồi. Móc ruột ra rồi. Đã. Không chờ đợi nổi cả trời ơi. Không phải, không phải, không phải, không phải. Không phải. Tại vì cái cổ của em nó khác, chị Nhung ơi. Nó hơi đặc biệt. Sao mẹ ơi, chưa tới thịt, chưa tới thịt. Móc ruột ra để cho thịt nó nhiều hơn. Rồi, ngon quá. Chưa tới thịt. Ngon quá, ngon. Này không muốn ăn nữa nè. Để đó. Có đầu thêm ổ đi không thì nói trước để hậu nữa nè. Từ từ. Cái ổ kế tiếp là tới ai cho vậy? Ai sao vậy? Ba là trưởng lão, ba đừng ăn trước. Dạ, ba là đại ca. Không cần rửa đâu chị ơi. Không cần rửa đâu. Không sao đâu. Không có, không cần rửa đâu. Ăn đi. Cái gì nước đây nè, sao rửa? Con làm một cho dưới, con. Vừa dưới, bấm vừa dưới. Ngon quá đấy, giòn giòn. Nó có bà. Nó giòn nữa rồi sẽ ngon. Uống cà phê sữa rồi đây, nó mới đúng bài. Có nước ngọt nữa rồi. Mấy ổ rồi, tới ổ thứ mấy rồi? Có 3 ổ kìa. Cái này của em. Cái này đi. Trời ơi, ăn cái này hai ba ổ. Em đó là thích xôi khúc, con lòi em nấu rồi mà không thành công lắm. Ở đây nó không đâu có cái lá ấy đâu, lá. Giờ đó em đó em lấy cái xôi em quấn bột gì đó cũng cuộn lại làm lần nữa nhớ em, cho em ăn nè. Anh cũng ngon, tuy thích. Với cái lượng thịt đó anh nghĩ là không đủ á, không đủ cho nó cái ổ sao á em. Nhẹ ta lại. Ừ, làm tính là phải tính cho. Biết rồi, nhưng mà cái nhà gian với anh Tiến ra nữa là không còn gì đó em á. Tại đây bảo, họ nói con gì nó bay vô. Ờ. Ông. Cái gì con? Có cắt thịt anh chị. Dạ có. Cái này. Cái hơi nhuyễn xíu, để ăn cho nó ra con. Ờ. Này. Dạ.
Rồi qua phải nướng 3 miếng luôn được rồi. Mua 3 miếng về mà nướng 2 miếng. Thôi, fry vậy nó khác. Ừ. Coca dễ uống, ai uống được hết. Nè. Ừ. Nè. Tiêu nè. Tiêu nè, không ăn là lần sau không cho đi nữa đâu nha. Không mà con mắt nữa, con mắt đi. Đi đi chơi lần này mắt lần tiếp. Đáp này có đáp làm vui không ạ? À, ăn đúng là ăn một ổ no ngất ngưỡng. À, sao? một phần hai phần ba là được rồi. Nãy nên nhắc nhiều, hơi bị nhiều. À. Em cho nhiều quá. Ít lại bớt lại ăn nó. Không lấy cái ruột ra thì đỡ rồi. nhiều quá. Nhặn nhiều quá. What if I'm all that you needed? What if you're all that I want? What if our words stop the bleeding? What if my touch could heal scars? Would you throw me a lifeline? Or write your name in the moonlight? Walk side by side through the land mines, but don't let me run out of time. Waiting for a lifeline. Oh, what if there's no other answers? What if it comes down to us? What if we just took our chances? What if our time doesn't come? You throw me a lifeline, or write your name in the moonlight. Walk side by side through the land mines, but don't let me run out of time. Waiting for a lifeline. Oh, lifeline. All of the others are closing their shutters, hiding. Ở cái khu vực đảo của Tasmania này nó có một đặc điểm là cái đá là nó có hai cái đá màu đỏ đỏ này nè. Ở đây thì ít nha, mà những cái khu vực trên kia nó gọi là biosphere nhiều luôn, là đặc trưng luôn. Để mình quay gần cho cả nhà xem ha. Đây là này đó, nó có hai cái đá này nè, rất là đẹp. Ok, vậy đó, cuộc sống ở đây nó vậy thôi các anh chị. Từ bữa giờ là ngày nghỉ lễ phục sinh, tức là bên này nó có ngày lễ của cả nước nghỉ luôn, gọi là lễ phục sinh, lễ Good Friday. Rồi mọi người có dịp gặp nhau rồi đi chơi đơn giản vậy thôi à, chứ không có giống như Việt Nam đó. Cuộc sống nó bình yên đó, chơi ăn uống với nhau, làm nấu những món đồ ăn Việt Nam ăn với nhau, rồi chia sẻ với nhau rồi xong rồi. Thí dụ như hôm nay ngày chủ nhật, ngày mai vẫn còn một ngày nghỉ nữa, rồi ngày thứ ba là mọi người ai nấy có công việc riêng của mình thì về đi làm, mình thì mình làm trong trường đại học, anh Hiệp anh lại có công việc khác, rồi chị Nhung rồi chị ấy, mọi người có công việc nhưng mà cần cái gặp nhau lại rồi đi chơi. Đó. Chứ ở đây đâu có bà con dòng họ gì đâu mà để tụ tập. Rồi, gia đình Giang với Tiến cũng đang trên đường chạy ra đó. Không biết tới đâu rồi, không biết nữa. À, biết nhau hết cả nhà, ở đây nhỏ lắm, biết nhau hết. Khi thì đi với gia đình này, khi thì đi với gia đình kia vậy thôi, chứ không chẳng có gì. Ví dụ gia đình này bận thì hoặc là đi một cái group khác chẳng hạn nha. Hôm nay ăn bơ với công ty nhà mình là đang đi chơi với lại nhà Lý, nhà của Trung với lại anh Minh. Đi cái hội đó lại đi một cái biển khác,
đi cắm trại, không phải cắm trại, đi ở 2 đêm luôn. À, trong khi gia đình mình lại bị lỡ cái chuyến đó không đi được thì tập hợp lại nhau đi cái chỗ này đó, đó rồi có khi thì đi với gia đình khác chẳng hạn vậy đó. Mọi người ở đây cũng khá biết nhau, cũng khá nhiều đó, cộng đồng nó cũng khá nhỏ nên đó, cũng thân với nhau đó. Đi qua đi chơi rồi biết bé nhà mình á với lại bơ đi chơi đi 2 đêm đi Beach Channel. Cái nhóm này đi trong cái chỗ nhà hàng Sài Gòn Kitchen á, chỗ mà ông Bơ với lại ông Ti làm việc á, rồi đi chơi với nhau. Đó, chào quý vị nha, có nhà bạn Giang Mừng Tiếng này nữa nè, đó. Rồi có cả bạn Trang xinh đẹp nữa nè, hello Trang. Chào 800 khán giả rồi. Rồi bây giờ mọi người ăn ăn xong rồi chuyển qua ăn ngọt hả? Bánh tiramisu. Mua ăn thì thôi chứ đâu có sinh nhật ai đâu em. Thôi, em order bánh này mua này về em ăn kìa. Em order kìa, em ăn kìa. Ai em order rồi. Chi ra được chứ đem về cũng mà thêm đem về nhà em cũng có thiệt nhà em cũng không ăn á. Nhưng bánh sinh nhật mình nè. Ngon không? Ăn ngon không? Ngọt hơi ngọt lắm. Cũng hơi ngọt, cũng hơi ngọt. Cũng hơi ngọt. Có cái bánh sinh nhật không ngon? Ngon không? Ok, xin chào cả nhà nha. Hẹn cả nhà gặp lại video kế tiếp. Ok. Ê, lộn quá. What if I'm more that you needed? What if you're... Nguyễn Liến về chưa về nè. Có gì mua gì nói em nha. Mua gì, có mua gì chỗ gian nói em. Thằng Tiến là đúng. Ok bye. Ok vậy con. À đi chung xe với Tiến luôn hả? Ok. Rồi bye bye. Ừ. Bánh nó không mời, sinh nhật nó không mời mà tự tự đặt lịch luôn á. Bả mắc quá rồi. Ừ. Chả chả cá phải không? Chả cá luôn á. Ừ. Đặt nhà rồi đặt món luôn. Vậy có cúng xôi chè này tháng. Ừ.